Bạn muốn tuyển được nhiều người tài vào trong đội nhóm bạn và bạn muốn gia tăng đội nhóm bạn trở nên tuyệt vời và lớn mạnh hơn. Đây là video dành cho bạn. Hôm nay ông hỏi những câu hỏi mà tôi biết rằng là một vài năm nữa là ông sẽ lớn kinh khủng đấy. Hello, xin chào bạn, tôi là Lê Văn Cương, chuyên gia đào tạo về xây dựng văn hóa đội nhóm, văn hóa doanh nghiệp, người giúp mọi người tự tin đón trước đám đông, trở thành bậc thầy sân khấu cuộc đời của mình và nhân bản quy trình, nhân bản hệ thống kinh doanh online phát triển một cách bền vững. Và trong video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ bạn 10 cái gọi là công thức, 10 cái bí mật, 10 cái cách, 10 cái chiến lược để giúp chúng ta biến đội nhóm của mình trở nên hùng mạnh hơn và để tuyển được thật nhiều sĩ, những cái nhân tài về dưới trướng của mình, về dưới và trong hệ thống của mình. Và ở những video trước thì tôi đã bật mí với bạn cái cách thức để chúng ta có thể thu hút được người khác, thì chúng ta phải trở nên cái con người tuyệt vời, chúng ta phải trở thành một cái người giá trị. Nhưng mà sau khi chúng ta trở thành người giá trị rồi thì chúng ta làm cái gì tiếp theo, đúng không? Điều đầu tiên là bạn phải tốt, sau đó thì bạn phải biết cách để mà chúng ta có thể tuyển người và có thể thu hút được người khác về với chúng ta và làm cùng với chúng ta và cùng chúng ta xây dựng ước mơ. Không phải là đơn giản là xây ước mơ chúng ta, mà hãy cùng chúng ta xây dựng ước mơ cùng với những người tuyệt vời sẽ đến cùng với chúng ta, đúng không ạ? Rồi, ở cái 10 chiến lược đầu tiên này thì các bạn biết là bây giờ nhiều cái hệ thống ngoài kia họ đang rất là đau đầu về việc là làm sao để có thể tuyển người, làm sao để có nhiều người vào trong đội nhóm mình, làm sao để có thể giữ người. Nó vẫn là cái câu chuyện là làm sao để tuyển người, làm sao để dùng người, làm sao để giữ người và làm sao để giúp cho người phát triển lên và nhân người lên. Ok, thì 10 chiến lược này tôi hy vọng rằng bạn sẽ học hỏi được một vài điều nào đó và làm cho nó trở nên tuyệt vời hơn. Cái chiến lược đầu tiên để chúng ta có thể tuyển được sĩ đó chính là bạn phải biến khách lẻ trở thành khách sĩ. Biến khách lẻ trở thành khách sĩ là một cái chiến lược rất kinh điển và nó rất là truyền thống, đúng không? Ai cũng làm hết, nhưng không phải ai cũng biết cách làm và ai cũng làm thành công. Khách hàng đã mua hàng từ bạn thì họ đã trải nghiệm rồi, họ đã tin tưởng mua hàng, họ thông qua ai đó giới thiệu hoặc thông qua quảng cáo mà họ đã mua hàng từ bạn. Bạn phải có thông tin, bạn có data, bạn lưu lại và chăm sóc họ và có thể add họ vào nhóm Zalo, có thể làm như nào đó để tiếp cận với cái mối quan hệ với họ, để họ có thể thấy bạn thường xuyên và sau đó dần dần chúng ta chuyển đổi họ thành khách sĩ, biến khách hàng thành người bán hàng cho chúng ta là cái câu chuyện mà bạn cần phải luôn nhắc cái bản thân mình. Biến khách hàng thành người bán hàng cho chúng ta, biến khách hàng trở thành người giới thiệu hàng hóa cho chúng ta, đúng không? Nên biến khách lẻ trở thành khách sĩ là cái điều đầu tiên bạn cần phải học và phải làm được, đúng không? Một đơn hàng, bạn có 5 đơn hàng mà chuyển đổi thành một người sĩ thôi thì bạn đã sẽ có rất nhiều sĩ rồi, đúng không? Câu chuyện tại sao chúng ta đang bán lẻ tốt như vậy mà chúng ta không thể nào tuyển được sĩ, không thể nào có một cái sĩ nào cả. Vậy thì sản phẩm bạn không tốt à? Chính sách bạn không tốt à? Quay trở ngược lại là tại sao bạn đang kinh doanh? Tại sao bạn đang bán sản phẩm này? Tại sao bạn đang kinh doanh online? Hãy chia sẻ cái câu chuyện của bạn, cái tâm huyết của bạn, cái lý do mà bạn đang kinh doanh online để cho họ thấy được và họ cũng mong muốn trở thành bạn, đúng không? Chúng ta phải nói được điều đó, phải biết chia sẻ, phải biết hướng dẫn và phải biết thổi cho họ cái hồn, thổi cho họ cái giá trị và thổi cho họ cái mong muốn và cái khát khao. Ok, đó. Nên hãy biến khách lẻ thành khách sĩ. Comment xuống nha, hãy biến khách lẻ thành khách sĩ. Rồi, cái chiến lược thứ hai vô cùng tuyệt vời mà tôi nghĩ là rất nhiều người không quan tâm tới, đó chính là chúng ta sử dụng những mối quan hệ xung quanh chúng ta, giới thiệu những mối quan hệ xung quanh chúng ta, có thể là anh chị em, cô dì chú bác, họ hàng, bố mẹ, dòng họ, bạn học cấp 1, cấp 2, cấp 3, những mối quan hệ thân thiết. Chúng ta đang bỏ qua một cái lượng rất lớn những người mà chúng ta cần đồng hành cùng với họ để chi? Họ là những người mà biết chúng ta, họ là người hiểu chúng ta, họ là người tin tưởng chúng ta. Chúng ta không cần phải là giải thích quá nhiều. Ngoài kia, những người mới á, bạn cần phải xây dựng cái độ trust, đúng không? Còn ở đây, bạn có giá trị, bạn có một cái uy tín, bạn có một cái kết quả và nhiều bạn bè của bạn đang không biết bạn làm cái gì. Bạn hãy chia sẻ với họ, mỗi ngày bạn gặp một hai người, bạn hãy chia sẻ tôi đang có công việc này đang rất là tốt, bạn có thể kết hợp cùng với công việc hiện tại của bạn và tiếp tục làm nó rất là thú vị và tôi đang kiếm được cái thu nhập như này, ngoài thu nhập ra tôi đang cảm thấy nó có rất là ý nghĩa, nó mang lại ABCD rất là nhiều thứ. Bạn hãy tâm sự thỏa thẻ với họ và chia sẻ với họ là tại sao bạn đang làm công việc kinh doanh online. Sau cái đại dịch Covid-19 là nhiều người đã cũng thấy lao đao, nhiều người đã bắt đầu với quan tâm kinh doanh online rồi, bạn còn chờ đợi gì nữa mà không chia sẻ cho họ đi. Hãy chia sẻ cho họ ngay đi, bởi vì không phải họ giúp cho bạn đâu, mà giúp cho họ có một cuộc sống tốt hơn, có một cái công việc tốt hơn, có một cái tương lai tươi sáng hơn. Hiểu điều này không? Thì xuất phát từ ý định là mình đang giúp đỡ cho họ, chứ đừng phải là ôi họ không làm cho tôi đâu, họ sẽ kiếm tiền cho tôi, họ không thích làm.
chúng ta hãy xuất phát từ một cái ý định trong sáng, một ý định tốt là tôi đang muốn giúp cho bạn đấy, tôi đang muốn giúp cho anh chị em đấy, tôi đang muốn giúp cho gia đình mình, dòng họ mình tốt lên đấy. Đây là một công việc tốt mà bạn cần phải nắm bắt. Bạn không biết làm ư? Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn. Ai cũng phải học hết từ những bước đầu tiên. Nên hãy vào đây, tôi làm được, tôi chắc chắn sẽ giúp bạn làm được. Hãy có một sự mạnh mẽ, sự cam kết như vậy thì những mối quan hệ thân tình xung quanh bạn sẵn sàng đồng hành cùng với bạn. Hãy nếu làm một lần chưa được, hãy làm lần hai, làm hai chưa được, làm ba chưa được, làm bốn. Hãy quan sát lại nha. Những mối quan hệ xung quanh cuộc sống của bạn, có rất nhiều người họ ăn học đàng hoàng nhưng họ đang đi làm công nhân, họ đang rất là vất vả ở nông trường, họ đang vất vả ở đồng ruộng. Tại sao chúng ta không chia sẻ cho họ? Chúng ta đang có những khoản thu nhập 5 triệu, 7 triệu là bằng cả một tháng lương của những người làm văn phòng. Chúng ta đang có được những cái lợi thế về thời gian rồi công sức này kia. Hãy cho họ một cái tư tưởng, hãy cho họ một cái tinh thần rằng kinh doanh online tuyệt vời lắm bạn à. Và chúng ta chấp nhận đánh đổi, học hỏi để không phải chỉ kiếm tiền không mà chúng ta sẽ phát triển nhiều nhiều yếu tố nữa. Nên hãy đưa những mối quan hệ thân tình xung quanh chúng ta vào cùng làm cùng với chúng ta. Đó là thử thách dành cho bạn, đúng không ạ? Rồi, hãy biến những mối quan hệ thành khách sĩ của mình, thành người đồng đội của mình. Ok, rồi thứ ba là một cái điều mà rất ít người, thậm chí có nhiều người chưa có làm. Đây là một chiến lược vô cùng hay mà bạn hãy bạn phải là một cái thủ lĩnh tầm cỡ bạn mới có thể làm được điều này. Tầm cỡ ở đây là bạn tâm huyết đấy, chứ không phải tôi nói là bạn có đội nhóm lớn đâu. Nhưng bạn đưa cái ý tưởng này và đồng hành cùng với boss của bạn hoặc là đồng hành cùng với đội nhóm bạn để cùng làm. Nó cũng đơn giản lắm. Nếu như mà công ty có luôn rồi thì tốt, còn không có thì bạn tự làm, nó không tốn bao nhiêu hết, chi phí cực kỳ rẻ. Đó là sử dụng tờ rơi. Khi chúng ta gửi cho khách hàng một cái đơn hàng, họ mua cái sản phẩm nào của chúng ta gửi kèm một cái tờ rơi trong đó thêm những cái sản phẩm còn lại mà họ đang quan tâm để có thể upsell, để có thể tư vấn thêm. Họ đọc thêm thôi, tốn bao nhiêu đâu, 1-2 nghìn một cái tờ rơi, in màu đẹp, bao đẹp luôn, đúng không? Ở cái mặt trước là một mặt thì chúng ta in thông tin công ty, thông tin về thêm những sản phẩm phụ. Cái mặt thứ hai, chúng ta gửi một cái thư tuyển, gọi là thư mời hợp tác. Khi mà bạn gửi kèm cái thư mời hợp tác này thì bạn có thể chia sẻ cho họ thêm là họ có thể dùng sản phẩm với giá tốt hơn nè, họ có thể có kiếm thêm thu nhập nè, họ có thể phát triển bản thân nè, họ có thể có rất 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 nhiều thứ, những cái quyền lợi mà bạn đang được học, đang được nhận và đang có đấy, mà đối với những người bên ngoài bạn đang phải ra rã nói đấy. Hãy gửi kèm cái tờ rơi, có thể là bạn gửi cho 10 người chỉ có một người đọc, nhưng mà một người đọc đó có thể họ cũng chưa trở thành khách của bạn, nhưng không sao, để tiếp tục 10 người 20 người nữa sẽ là khách của bạn và có thể dồn đến một thời điểm nào đó mà vô tình họ có thể lúc mà họ nhận họ không đọc nhưng lần thứ hai họ mua hàng, lần thứ ba họ mua hàng, họ lại thấy cái thư mời hợp tác, họ lại quan tâm và họ lại trở thành khách của bạn thì sao? Chúng ta vượt qua được một cái vòng gọi là vòng tìm kiếm khách hàng rồi, đúng không? Hãy tận dụng khách lẻ. Nói chung là cái tờ rơi này nó hỗ trợ cho cái quá trình mà chuyển đổi khách lẻ thành khách sĩ nó nhanh hơn, đúng không? Và chúng ta cũng hãy làm cái thư nó trang trọng, nó hay lên, nó cuốn hút lên, nó cảm xúc lên. Ok, đó là cái chiến lược thứ ba kết hợp với cái tờ rơi. Chiến lược thứ tư đó chính là chúng ta sử dụng đến chạy quảng cáo. Nhắc đến chạy quảng cáo, nhiều người sẽ bắt đầu ui tôi không có tiền để chạy quảng cáo, tôi không biết chạy quảng cáo. Ở đây thì có thể chạy quảng cáo YouTube, TikTok nè, fanpage Facebook nè, đúng không? Chạy quảng cáo bằng việc mà nhờ người tuyển cũng là chạy quảng cáo. Thì có rất là nhiều cái bạn cần phải học để chạy quảng cáo. Nhưng tôi chỉ muốn cho bạn một cái tư duy thôi. Có hai câu hỏi quan trọng. Câu hỏi đầu tiên là bạn sẽ tốn bao nhiêu tiền, sẵn sàng trả bao nhiêu tiền để có một khách hàng. Câu hỏi thứ hai là một khách hàng sẽ mang lại cho bạn bao nhiêu tiền. Nên nếu bây giờ mà tôi nói bạn đang tìm cách nguồn tự nhiên, bạn tốn cả một tháng mà mới tìm ra được 1 sĩ. Nhưng bây giờ bạn bỏ 2 triệu, bạn kiếm ra một tháng được 10 sĩ. Và 10 sĩ đó mang về cho bạn 20 triệu, bạn có sẵn sàng bỏ không? Nếu bạn biết được nguyên tắc vận hành đó thì bạn bỏ đi chứ, đúng không? Tôi đã tốn rất nhiều năm không chạy quảng cáo, cho đến khi tôi chạy quảng cáo tôi bắt đầu có được những cái đơn hàng tuyệt vời hơn mà tôi tiếp cận được những khách hàng mà tôi không cần phải là nghe bị chửi nữa. Thì tôi mới bắt đầu thấy là cái chạy quảng cáo này rất là hay. Mà nếu chúng ta không làm được, chúng ta nhờ người làm, chúng ta không làm được, chúng ta học để chúng ta làm được. Chạy quảng cáo trên fanpage, chạy quảng cáo trên TikTok, chạy quảng cáo trên YouTube. Và sau đó thì hoặc là nhờ một cái nhóm người nào đó, nhóm người mà có được cái lượng người mà chúng ta nghĩ là cái nhóm người đó sẽ trở thành khách hàng của chúng ta, đồng đội của chúng ta. Chúng ta nhờ họ đăng. Tôi ví dụ như là các bạn có thể nhờ một cái nhóm sinh viên hoặc là nhóm nội trợ hoặc nhóm văn phòng đăng một cái thông tin gọi là đây là gọi là ví dụ họ là bạn của bạn đi. Tưởng tượng gọi là giả sử họ là bạn của bạn và đăng lên một thông tin đây là bạn của tôi, bạn tôi đang kinh doanh sản phẩm này và đang có một khoản thu nhập rất là tốt từ 5 đến 10 triệu một tháng và được đào tạo, được phát triển như này. Nếu như mà
ai đó trong bạn của tôi mà muốn quan tâm, mà muốn kiếm thêm thu nhập thì hãy liên hệ với bạn này nhé. Ví dụ bạn thuê một người mà bạn chọn đó nha, họ có một cái tầm ảnh hưởng cơ bản nha, họ đồng ý thì họ đăng một bài đăng như vậy, bạn trả cho họ 100-200 nghìn, nếu có thêm một sĩ bạn trả thêm 100 nghìn nữa. Easy đúng không? Rất là dễ thôi. Tại sao bạn không làm? Tại vì bạn đang tiếc tiền, tại vì bạn không nghĩ tới, tại vì bạn không làm, thế thôi. Đấy, thì chạy quảng cáo có rất là nhiều cách. Nếu bạn biết chạy quảng cáo Facebook thì bạn chạy, nếu chưa biết thì học, nếu chưa học được thì nhờ người chạy. Còn không thì hãy chạy thử bằng cách là quảng cáo, từ việc nhờ người có tầm ảnh, nhờ người có cộng đồng, nhờ người có mối quan hệ để mà quảng cáo thay cho bạn như vậy. Đấy, và chúng ta có xây dựng cái chính sách và sẵn sàng trả tiền, hãy nhớ bỏ tiền ra để có được khách sĩ. Và bạn bỏ 1 triệu để có một khách sĩ cũng được nữa, nếu như khách sĩ đó là một người bền vững, họ có thể đồng hành cùng bạn 1 năm thì kiếm lại cho bạn bao nhiêu tiền biết đâu. Tính đi rồi mà sẵn sàng đầu tư chứ, đúng không? Phải quảng cáo được không? Không thể nào mà làm cứ làm tự nhiên mà lớn mạnh được đâu. Phải quảng cáo, phải cài cho đầu trong đầu của mình, bỏ tiền nhiều hơn đối thủ để có được nhiều khách hàng hơn. Ok, được chưa? Nên phải biết cách quảng cáo bằng cách nào đó thì hãy học quảng cáo bằng nhiều hình thức nha, không chỉ là chạy Facebook không, nhiều cách lắm, được chưa? Và phần 1 của 10 chiến lược tuyển sĩ dừng lại tại đây. Tôi hy vọng không làm mất cảm xúc của bạn nhưng nó quá dài. Hãy đăng ký kênh và để cho hình quả chuông rung lên. Ngày mai tôi sẽ up ngay cái phần còn lại của 10 chiến lược tuyển sĩ này để bạn cùng theo dõi và chúng ta sẽ cùng giao lưu, cùng chia sẻ và cùng học hỏi và cùng làm cùng với nhau. Được không ạ? Rồi, hẹn gặp lại bạn vào video ngày mai. Cảm ơn các bạn đã xem video của Lê Văn Cương và nhớ ấn subscribe kênh YouTube của Lê Văn Cương nha, để chúng ta có thể kết nối và trở thành những người bạn tuyệt vời của nhau. Nhớ ấn cho hình quả chuông rung lên để mỗi khi Cương đăng video lên, bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên và là những người đầu tiên xem video của Cương, và chúng ta sẽ kết nối với nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Chạy vô!